Đầu tiên xin chào tất cả các em cần thủ đam mê của Custom The Quốc. Hôm nay thuộc lên một clip gồm một lô máy câu nha anh em. Lô máy câu này gồm có 24 máy, có hàng bản, có và hàng sách tay có. Rồi, để em vô cụ thể từng máy cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng chứ thanh toán lấy hàng lỗi của clip em lên thì em sang lại. Rồi, cảm ơn anh em. Một cho anh em tham khảo. Con số 1 em lên cho anh em là một con Daiwa nha mọi người. Thì con Daiwa là 8850. Thì dòng Daiwa này một dòng Daiwa hàng bãi, hàng châu gắt châu bò luôn. Con này còn rất là mới nha anh em. Rất mới. Đây, hoạt động ok nha mọi người. Hoạt động ok. Đó, êm mượt. Hàng này về châu bò luôn á, đánh cha chép con lăn xe thoải mái nha. Thì con này nó có xe tương đương ra tầm khoảng 4.500-5.000 nha. Cước 5 cho được 120m, cước 4 cho được 150m. Rồi, giá công khai máy số 1 giá là 300 nha mọi người, 300 cộng ship. Hoạt động ok nha. Tiếp theo máy số 2. Máy số 2 mình lên cho người một con máy của Shimano. Thì con Shimano này có xe tương đương là tầm khoảng 6.000 nha nè, 6.000-7.000. Và cộng ok nha nè, pha dính, pha dính. Thì tay quặn ok hết, tay kim loại nha, nồi kim loại luôn. Đó, Shimano, ngoại hình còn khá là ok nha nè. Thì con này cốt to nè, mô bin dặn thì nó không có kêu tẹt tẹt nha. Đó, sao nó vậy, cốt nó đây, đó. Tổng thì ok rồi, không đỡ lầm. Rồi, giá công khai con máy số 2 giá là 350k nhé. Tiếp theo máy số 3. Con số 3 lên cho người vẫn là một con máy của Ryobi, hàng Japan nha anh em. Đó, hàng nội địa. Đây, Japan. Thì con Ryobi này thì chất liệu là liều carbon nha anh em. Đó, con nguyên con carbon hết luôn. Đó, anh em thích máy nhẹ, máy bự mà nhẹ thì lấy những con này về đánh. Đây, hàng carbon nha mọi người. Thì con này có xe tương đương tầm khoảng 6.000 anh em, cứ 6 được 160m, cứ 5 được 200m. Dòng tua là 3.9.1. Hoạt động ok nha anh em. Đó. Không bảo lầm, mua bên lưng bên sóng. Đó. Lưỡi cứ ok, con lăn bằng đá luôn. Quay ngược ok nè, quay tới ok nè. Đó. Rồi, giá công khai con máy số 3 giá là 350k luôn nha. Tiếp theo qua đây. Con máy số 4. Máy số 4 lên cho người quẳng một con máy Ryobi. Thì con này xe chà bá lửa luôn. Đó, rất là bự luôn. Có dây đi theo máy. Thì con này là một con máy carbon. Đó, mô bin sóng. Đây cứ ok, con lăn bằng đá sứ. Thì hàng nó để cho mọi người, hàng Japan. Đây, đó, Ryobi. Hàng ngoại hình còn rất là mới nha mọi người. Rất là mới luôn. Đó, không có xuất sắc gì hết. Lấy lô về thì nó về theo luôn. Đó. Rồi cộng ok nha nè. Con này anh em đánh lục, đánh bạc, đánh bảy ok hết nha nè. Đó, câu hành tráp, câu cha sân hàng ok nhá. Đó, câu hành tráp bá bự rồi. Thì con này có xe tương đương rồi tầm khoảng 8.000 nha nè. Rất là bự luôn. Đó, chà bá. Và cộng ok nha mọi người. Đó, không lỡ lầm. Rồi, giá công khai con máy số 4 giá là 550 nha anh em. Đó, 550k cộng ship. Tiếp theo máy số 5. Con số 5 là cho người vẫn là một con hàng carbon. Đó. Thì con này là một con Daiwa nha anh em. Daiwa. Thì nguyên body là carbon hết nha anh em. Nồi carbon luôn. Đó. Đây, đó. Con này có xe tương đương qua tầm bằng 7.000 nha anh em. Cước 7 được 170m, cước 6 được 200m. Nó vẫn bằng to bằng con số 4 luôn. Và cộng ok nha mọi người. Đó. Không lỗi lầm. Về tới ok, quay ngược ok. Đó, máy 5 máy 6-7.000 là ok rồi. Đó, rất là ok luôn, ngoại hình sạch sẽ nha. Đó, mới. Đó, anh em cần báo em chụp cận cảnh lên cho. Thì con này con Daiwa của hàng Taiwan xuất Nhật nha. Đó, hàng Taiwan xuất Nhật. Rồi, giá công khai con máy số 5 giá là 550k cộng ship nha. Đó. Tiếp theo máy số 6. Máy số 6 lên cho người là một con Shimano đôi chuột. Đó, con này vẫn là hàng carbon nha nè. Hàng carbon, hàng của Nhật nha mọi người. Đó, Shimano đua chuột. Đó, con này có chức năng là phá mô bin chớp đây, nó đây. Đó, ngoại hình còn tương đối sạch sẽ nha anh em, tương đối sạch sẽ, không lỗi lầm gì hết. Thì những dòng này hoạt động êm mượt rồi. Đó, máy ba mặt đạn nha anh em, ba mặt đạn GT6000. Con này có xe tương đương ra tầm khoảng 10.000 nha anh em. Đó, cước 10 được 185m, cước 8 được 220m. Phá mô bin đua chuột nha anh em. Đó, có phá chết nha.
đó, cứng ngắc nè, đó. Gạt sốt, quay, đó. Hoạt động em mở coi, đó. Máy em bán thì 3 hoạt động nha. Rồi, giá công khai con máy số 6 giá là 900 nha anh em. Thì con này được máy Nhật nó tiện cái chỗ để máy lên đây, đó. Để kẹp máy nó bị chạy nè. Đó. Thì anh em chốt báo em đi, chụp hình cận cảnh lên cho anh em xem nha. Rồi, con máy số 6 900 cộng ship. Tiếp theo máy số 7. Con máy số 7 nó cho người là một con máy đua chuột hàng Elta. Thì dòng Elta này thì có thể tương đương tầm khoảng 5.000 nha anh em. Cước đâm được 175m. Máy hoạt động ok, êm mượt đó. Êm ngon lành luôn nha mọi người. Đó. Một bình một sống đồ chuột. Thì con này con số 7 giá công khai là 350k nha. Con này về anh em câu lăng xê, câu tra chép thoải mái nha. Đó, rất là ok luôn. Tay quay là tay quay xiết cổ nha mọi người. Đó, rất là tiện luôn. Rồi, con số 7 350k cộng ship. Tiếp theo số 8. Con số 8 là một con Daiwa ST 1500. Thì con này nồi kim loại, thân kim loại luôn. Thì con này có xe tương đương với là xe 7500 nha anh em. Đó, bạn gửi hàng Sapen. Và cộng ok nha mọi người. Và cộng ok. Không lỗi lầm. À, pha dính. Quay ngược ok, quay tới ok. Thì ngoại hình tới đây, ngoại hình thì ok nha mọi người. Đó. Nồi thì không có xước xác gì đâu nha. Mới nha. Đây, xước xác nứt một tí. Rồi, giá công khai máy số 8 giá là 550k nha. 550k cộng ship máy số 8. Và cộng ok êm mượt nha. Máy đổi trái phải bình thường. Tiếp theo máy số 9. Con máy số 9 em lên cho mọi người là một con máy Daiwa. Hàng Daiwa China xuất Nhật nha anh em. Đó. Đây. Tên của nó đây, một con Junut. Con chu nước này thì có xe tương đương ra tầm khoảng 2.000 thôi nha anh em, 2.000 đây. Đó, máy hoạt động im mượt nha. Đó. Con này về anh em câu tôm, câu hành, câu cháp thoải mái nha. Đó. Không lỡ lầm gì hết. Quay ngược ok, qua tới ok nè. Đó. Quay mượt mà nha. Thì con này để em xem thông số cước đây. Đây thông số cước này anh em. Đó. Rồi, giá công khai máy số 9 giá là 300 cộng ship nha này, 300k cộng ship máy số 9. Tiếp theo máy số 10. Con số 10 em lên cho người một con Shimano Alet. À, con này con Shimano Alet 2000. Thì đời này nó sở hữu ABS đầy đủ nha anh em. Đó, hàng này hàng Malaysia xuất Nhật. Dòng này về cho anh em tập lua, anh em câu hành cháp câu tôm thì rất là ok nha. À, câu ISO. Rất là mượt luôn. À, những dòng Shimano này tuy nó đời cũ một tí nhưng đánh gắt cho bò mượt mà, tay quay gỗ, quay ngược ok, quay tới ok, đó không lỗi lầm gì ha, bộ bình sống. Rồi giá công khai con máy số thì con này có xây tương đương với 2.000 nha anh em, cước hai được 150m, cước ba được 100m. Rồi giá công khai máy số 10 giá là 500 nha anh em, 500 cộng ship. Tiếp theo máy số 11. Con máy số 1 lên cho người là một con máy Sinox. Thì con này được cái là nó mới dưới hàng của Shimano, quay thì mượt mà rồi, không lỗi lầm. Đây, nồi ở đây. Đó. Anoc 2000 thì có xe tương đương với tầm 2000 nha anh em, cước hai được 150m. Hàng Malaysia xuất Nhật. Đó. Ngoại hình thì sạch sẽ rồi, đó, mới mẻ. Thì con này nó vẫn sử dụng ABS đầy đủ nha anh em, ABS đầy đủ. Hoạt động đây, đó, hoạt động thì thầm luôn, rất là mượt luôn. Đó. Không lỗi lầm gì hết nha. Bộ bình sống. Đây cước ok. Quay ngược ok. Quay tới ok. Rồi giá công khai con số 11 giá là 600 cộng ship nha. Tiếp máy số 12. Con máy số 12 em lên cho người một con máy của Abu. Đó. Dòng máy này một dòng máy của Abu nha nè. Con này sở hữu 5 mặt đạn nha. Đó. Đây. Con này được Bangladesh sản xuất nha. Đó. Không phải của China đâu. Hàng Bangladesh xuất Nhật. Hoạt động rất là ok mượt mà nè. Đó, con này anh em về câu lua, câu lăng xê, câu tra chép thoải mái nha. Thì con này có xe tương đương ra tầm khoảng chắc 2.000 nha anh em. 2.000, 3.000 nha, tầm khoảng 2.000, 3.000. Thì cái thông số cước này các em cũng không biết đường đọc luôn. Thì con này dòng tua 5.1 nha mọi người, 5.1, 5 mặt đạn. Đó, Abu, C4 gì đó, tụt lum chưa nè. Đó,
Thì con lăn bằng đồng thau như này, lăn bình thường nha, hoạt động ok, ABS đầy đủ, tem đầy đủ hết nha. Ngoại hình thì có xuất sắc nè, đó, máy xuất sắc, nó xuất sắc. Rồi, con máy số 12, giá là 550k cộng ship nha. Đó. Con số 13, thì hàng trên này thì nó hàng hơi cao cấp tí nha anh em. Đó, hàng giá cũng rất là ok luôn. Đó. Ngoại hình thì ok. Thì con số 13 lên cho mọi người là một con máy Daiwa. Thì dòng Daiwa là dòng Daiwa đời cao, nó sử dụng công nghệ mạc siêu dạng kháng nước biển nha anh em, kháng nước biển, kháng muối luôn, kháng nước. Bộ bình sóng. Nó có dây theo máy luôn nè, đó. Thì con này một con Daiwa Canina 4000, nó xây tương đương Shimano là tầm khoảng 6000 nha anh em. Con này cước BE số 2.5 á cho được 300m, BE số 3 được 250m nha. Thì con này về cho anh em câu dít biển cũng rất là ok luôn, câu hành, câu cha, câu chép, câu lăn xe đều rất là thoải mái nha anh em. Đó. Dòng này bên Nhật họ đánh bạo lực rồi, hoạt động ok, êm mượt nè. Đó. Tay quay là tay quay xích cổ nha anh em. Đó. Đây, hàng China xuất Nhật nha. Đó. Anh em có thể câu lục lấy con mấy con này đánh cũng rất là ok luôn. Đó. Máy hành đây, show cho anh em xem. Đó. Rất là sạch sẽ nha anh em, sạch sẽ đẹp. Đây qua đó, dòng Candina thì dòng này em về cũng nhiều đó, bán cũng rất là ok luôn, anh em phản hồi rất là ok. Thì dòng này nó dạng giống hàng kit nha mọi người, đó được cái là nó đời cao hơn ký, hoạt động êm mượt nè, rất là mượt luôn. Đó, cái quay xích cổ ABS đầy đủ, rất là mới nha mọi người. Rồi, giá công khai con máy số 13, giá là 2.500.000 nha nè, 2.500.000, rất là mượt nè, thấy không. Đó. Tiếp theo con máy số 14. Con máy số 14 lên cho mọi người là một con ELF. ELF thì dòng Shimano ELF này, thì dòng này chỉ có xuất thị trường Nhật thôi nha anh em. Đó. Đây, con này là của Malaysia xuất Nhật nha. Đó, sau thì nói quậy cho anh em. Đây, ngoại hình còn rất là ok luôn. Đó. Dòng này đánh rất là ổn áp luôn nè mọi người. Thì con này là một con 2000 C2000 hết nha mọi người, C2000 hết, dòng máy có nông. Thì con này cước BE số 1 á cho được 80m, BE 0.8 với được 110m nha. Nút châm dầu đầy đủ. Đó. Ngoại hình còn rất là ok luôn. Đó. Thì dòng C2000 dòng máy body nó xây cái xác máy nó gơ tầm khoảng 1500 như này, 1500 thôi, 1500. Máy thì hoạt động ok rồi, không lỗi lầm. Đó. Rất là ok nha anh em. Đó, không đã làm gì hết, ABS đầy đủ. Thì dòng này rất là được nhiều anh em săn nè, đó. Đánh ok. Ổn định. Đó, khỏe. Rồi, giá công khai con máy số 14 giá là 1.300.000 nha anh em, 1.300.000. Tiếp theo máy số 12, 15. Con 15 lên cho mọi người là một con ELF. Đây nè, ELF. Thì con này là một con 2500S. Thì ngoại hình nó vẫn còn rất là ok luôn nha mọi người. Đó. Hai con này em lấy nguyên một cặp luôn. Đó, nhìn ngoại hình cũng rất là ok, sạch sẽ nha. Đó, đích thông chày luôn. Đó, con lăn ok, ngoại hình rất là ok luôn. Hàng này hàng của Malaysia xuất Nhật. Thì con này có xây là xây 2500S. Thì dòng máy có nông, cước 1 với được 110m. BE nha anh em, BE số 1 được 110m, BE 0.8 được 150m. Thì dòng này về cho anh em câu hanh, cháp, câu tôm, câu ISO, câu cần tay chở máy, rất là ok nha. Đó. Lua cũng rất là ok, đó. Máy hoạt động mượt mà. Rồi, giá công khai máy số 15, giá là 1.200.000 nha anh em, 1.200.000 cộng ship. Tiếp theo em lên trong nguyên vàng Shimano cho anh em, Shimano B-Master. Tiếp theo con máy số 16. Thì con 16 lên cho mọi người một con máy Shimano B-Master. Thì con này 2000 nha anh em, đó, 2000. Dòng máy này thì dòng máy rất nhiều anh em chọn luôn, dạng trâu bò khỏe với đẹp. Đó. Đây, đích nó thì có xuất sắc ít thôi nha anh em. Đó. Ngoại hình thì ok. Con này có xây tương đương với 2000, cước 2 được 150m nha mọi người, cước 3 được 100m. Thì dòng này câu lốc câu ISO, câu cần tay chở máy, câu hành cháp thì rất là ok nha. Đó, rất là đẹp luôn.
nó tay quay đôi thích hợp cho anh em luôn nè. Hàng Sepen nhá, hàng Sepen thì máy hoạt động êm mượt này, không lỗi lầm gì hết. Đó, rất là mượt nha anh em, đó, mượt mà. Ba anh em kiểm tra hàng chính thanh toán luôn. Rồi, giá công khai máy số 16, giá là 1.400.000 nha. Tiếp theo máy số 17. Con 17 vẫn là một con Shimano Beamaster, thì con này có xây 3.000 nha anh em, xây 3.000. Thì anh em đánh lốc bạo lực thì lấy con này đánh rất là ok luôn. Đó. Con lăn ok, nồi ok nha anh em. Đó, không xước xác gì hết. Thì con xây 3.000 thì cước số 3 được 150m nha. Cước số 3 được 150m. Cước số 4 được 100m. Đó. Dòng này có một số anh em câu lăn xe đánh chép rất là ok luôn. Đó, ngoại hình thì đây nó có dơ xước xác tí nè. À, đích cũng vậy. Đó. Máy sao anh em, sao anh em vậy. Đây, xước đây tí. Hàng này hàng Sepen nha anh em, hàng Sepen. Máy hoạt động nè, rất là mượt luôn. Mượt mà luôn nha anh em. Đó. Bộ bên sóng ABS đầy đủ nha. Đó. Ba anh em test luôn. Rồi, giá công khai con máy số 10 máy số 17 giá vẫn là 1.400.000 nha. Tiếp theo máy số 18. Con 18 lên cho người một con Shimano Beamaster 2500SMG. Thì con này sử dụng bộ nhông là bộ nhông của Manye nha anh em, nhông Manye. Thì chất liệu Manye thì nó làm nhẹ con máy lại. Đó, cốt và cốt bấm, cốt bự nha anh em. Đó. Đây. Đó. Con này đời 207 nha anh em, đời 207 hàng Sepen. Đó. Con này của anh em câu lô suối, câu hanh cháp rất là ok luôn. Đó. Thì con này một dòng máy có nông nha anh em. Đó. Cước số 1, be số 1 cho được 110m nha. À, máy xuất sắc nè. Đó. Mấy con này máy mới giá cũng rất là căng nha. Được cái là máy hoạt động nè, rất là mượt nha anh em. Đó. Bao mượt mà nha, không lỗi lầm. Đó. Rất là mượt luôn, êm êm thì thầm luôn. Rồi, giá công khai con máy số 18 giá là 2.000.000 nha anh em, 2.000.000 máy 18. Tiếp theo máy số 19. Con 19 em lên cho mọi người là một con Shimano Beamaster 2500. Thì con 19 là một con máy hàng lướt cho nè, nhìn rất là ok luôn, em lấy tại cửa hàng. Đây, đó. Thì con 2500 này có sâu thì cước ha. Cước số 2 được 175m, cước số 2.5 được 150m anh em. Ngoại hình rất là ok luôn, đó. Đích không bị xước luôn. Đó, con lăn đẹp đẽ nè. Dòng máy này cũng rất là hiếm này, đó, lấy được hàng mới này còn vàng rất là hiếm luôn, hàng Sepen nha anh em. Thì cốt nó là copy nha anh em, copy trợ lực nồi. Đó, mô bình sóng. Hoạt động ok nha anh em, đó, im mượt nha. Đó, im là im thì thầm luôn. Không lỗi lầm. Rồi, giá công khai con máy số 19 giá là 2.200.000 nha anh em, 2.200.000 máy số 19. Tiếp theo máy số 20. Con máy số 20 em lên cho mọi người là một con Shimano Beamaster 3000. Thì dòng này vẫn là dòng máy của Sepen. Đó. Ngoại hình ok nha anh em, ngoại hình ok. Đây anh em, cước số 3 được 150m, cước số 4 được 110m. Thì máy này xuống 2 nồi nha anh em, 2 nồi. Thì hai nồi này tùy theo địa điểm và anh em câu, đó. Anh em xây chuyển cước và anh em đánh. Anh em đem máy theo, đem một máy mà giống như đem hai máy vậy, đó. Cốt nồi ok nha. Nồi thì nó được bị tẩy thông số nha mọi người. Thì nồi vẫn nồi 3.000 nha. Rất là đẹp luôn. Đó. Máy ok nha nè. Có xước xác li ti vài điểm nha. Đó. Thì máy hoạt động đây. Đó. Hoạt động thì êm mượt mà rồi. Không lỗi lầm gì hết nha. Máy ABS cốt cốt bạc đạn đầy đủ. Rồi, giá công khai máy số 20 giá là 2.600.000 cộng ship nha. Tiếp theo máy số 21 em lên cho người là một con máy Shimano Master 5000. Thì con này cho anh em đánh lốc câu bạo lực rồi. Hoạt động êm mượt nè mọi người. Đó, hoạt động êm mượt. Rất là êm mượt luôn. Có nút châm dầu. Ngoại hình ok. Đây, ngoại hình nồi rất là ok nha anh em. Đó. Tí em soi cho anh em cái châu lỗi chưa. Con lăn ok nha anh em. Đó. Đây, nó xước nè. Đó.
bên đây nó bị muối ăn nè, nó bị xước nè, nó nhưng không ảnh hưởng gì nha anh em, còn rất là chắc nha. Đít nó bị xước xác tí nè, nó đó ngoại hình con này thì bị xước xác nha mọi người. Đó, thì con này có 5.000 thì cước 5 được 150m, cước 6 được 125m, hàng xếp ben hoạt động ok đó. Thì máy xước xác thì em bán trong giá xước xác, con máy số 21 giá là 2.3 nha mọi người, 2.3 máy 21 thì nồi nó thì ok nha, không lỗi lầm nha. Tiếp theo máy số 22. Con 22 em lên cho mọi người là một con hàng săn hàng, hàng đánh biển, câu lục, câu cha thịt, cha giải. Thì con này một con Shimano Bimaster 8.000 BG, một dòng BG là dòng chia cho nên cạo cá nha. Dòng tua tầm khoảng 4.6 nha mọi người. Đó. Dòng tua chậm mà đầm. Đó. Hoạt động ok nha anh em, ok, không lỗi lầm gì hết. Bô bin là bô bin sống. Đó, con lăn nè. Sau lần cho anh em xem, rất là mới luôn nha mọi người. Con này thì em cũng lấy tại cửa hàng luôn, rất là đẹp luôn. Đó, nó chỉ thiếu cái hộp thôi. Rất là mới nha anh em. Đít nữa đây, đít nữa. Độ xuất sắc rất là ít luôn. Đó. Thì con này một hàng của Sepen nha anh em, hàng Sepen. Thì hàng Sepen đời này thì nó hết sản xuất rồi nha anh em. Đó, trên thị trường cũng rất là ít luôn, đó, rất là ít được một con mới đẹp như thế này. Đó. Tay quay là tay quay cốt, hoạt động ok, đó, không lỗi lầm. Con này cước 8 đến 150m nè, cước 8 đến 150m. Tay quay ok nè, đó. Đây, cước thông số cước này mọi người, đó. Cước 8 đến 160m. Be thì be số 5 như được 230m, be số 6 được 180m nha. Rồi, giá công khai con máy số 23, giá công khai là 3.8 nha anh em, 3.8 cộng ship. Con 22 nha anh em. Con 22, giá công khai là 3.8 cộng ship nha. Hoạt động ok nha. Thêm lên hai con cuối cùng thì hai con cuối cùng này cùng size đều là con Shimano Twin 2500. Đó, thì con này nó được nồi thêm một nồi phụ nữa nha anh em, nồi phụ nồi 2500m. Nồi có nông, một nồi có sâu. Đó, thích hợp cho anh em xây chuyển cước và anh em câu. Vẫn là một tay quay là tay quay cốt anh em. Thì đời này nó chỉ quay được bên tay trái thôi nha anh em. Đó, bên tay trái thôi, em không có cốt đổi tay phải nha. Đó. Thì máy hoạt động đây. Đó, em bao mượt mà nha. Đây, máy ngoài hình còn rất là ok luôn. Đó. Đây, nó có xước xác đứt một tí nè. Đó. Kim loại thôi, đây chỗ xước đây một tí, tất cả phần còn lại ok cho anh em, hoạt động mượt mà không lỗi lầm. Đó, con này đời 205 nha mọi người, đời 205 một bên là bên sống lấy cước ok. Đó, rất là khỏe luôn. Đây spam. Rồi giá công khai của máy số số mấy ta, số 23, giá là 3.2 nha anh em, 3.2 máy số 23. Tiếp theo máy số 24. Thì con 24 này nó đẹp hơn một tí, bóng hơn một tí. Đó. Rồi, đó. Con lăn không xước xác nè, phần ra đây cũng không xước luôn. Con này nó bị xước một tí nè, đó. Em có so sánh cho anh em xem. Thì con này nó không có nồi phụ nha anh em, không có nồi phụ. Vẫn là một quay tay trái thôi nha, không đổi tay được. Đó, đời 205, hoạt động ok. Xây 2500 thì cứ số 2.5 được 150m, cứ số 3 được 110m nha, 120m. Ngoại hình đẹp đẽ sạch sẽ. Cái này về cho anh em câu lua đó. Sân hàng. Rồi giá công khai con máy số cuối cùng, con máy 24 giá là 3.000.000 nha anh em, 3.000.000 cộng ship. Rồi đó tổng cộng 24 con máy em lên cho anh hôm nay. Nếu anh em ưng con nào chốt đem lại số điện thoại tự động liên hệ với anh em nha. Rồi cảm ơn anh em.